Trọng tài chính điều khiển ở trong trận đấu này đó là trọng tài Khắc Tuấn. Như vậy là tiếng còi bắt đầu hiệp đấu đầu tiên của trận đấu chung kết đã được vang lên. Ở trong hiệp 1 thì đội bóng 2K4 ra quân trong bộ trang phục áo đen quần đen, trang phục của đội tuyển Đức. Họ là đội bóng bảo vệ sân bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Liên Quân 9798 ra sân trong bộ trang phục áo kem, quần tím than, và họ là cái tên bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của chúng ta. Và trận đấu bán kết 1 thì cao thủ 9798 đã đánh bại cao thủ 2K1, và đối thủ của họ, cao thủ 2K4 thì có chiến thắng trước cao thủ 202. Đó đều là trận đấu mà cả đội bóng chúng ta đều chứng tỏ được sức mạnh của mình. Nhưng đó là bàn thắng mở tỷ số dành cho cao thủ 2K4. Rất bất ngờ khi mà chúng tôi còn đang giới thiệu đội hình ra sân của cả đội bóng, và phần nào đó là những sự bỡ ngỡ đến những cái tên trên sân, thì đội bóng áo đen đã có bàn thắng mở tỷ số. Một pha chạm bóng rất nhạy cảm đến từ vị trí của Nghĩa Hòa Bình, đội trưởng mang áo số 12. Như vậy là thế cân bằng đã bị phá vỡ từ rất sớm đến từ cao thủ 2K4. Một bông hoa hồng thật sự là đầy ý nghĩa cho cả 97 và 98 cộng. Đó là Văn Nghĩa, một pha dứt điểm đẳng cấp của Văn Nghĩa. Thật sự là Văn Nghĩa không có ai để cản nổi. Thật sự chỉ có Hoàng Tô cản nổi ấy thôi. Nhưng thật sự ngày hôm nay, mùa giải này Hoàng Tô lại ba trận đấu cuối lại hụt hơi. Thật sự không ai cản nổi được Văn Nghĩa bây giờ. 9 bàn. Một trận đấu quan trọng cho Liên Quân 9-7-8 thì lại thiếu đi Trung Uy Đô Ba. Phải đẩy Nguyễn Hiếu về đá tiền đá hậu vệ. Dĩ nhiên mất giữa thì rất khó cho Liên Quân 9-7-8. Hiếu ơi again. Không vào, một đều. Đó là Phương Mới Quét. 1-2. Một tình huống 1-2. Đó là Phương Mới Quét. Một sự thay người quá đúng lúc của Liên Quân 9798. Một tình huống như là từ đất chui lên của Phương Mới Quét vậy. Người hùng từ sự thay người, từ ghế dự bị vào sân. Đó là Phương Mới Quét. Sự là rất đáng tiếc cho Hiếu Lekin. Qua người rồi, sức khỏe vượt trội của Nghĩa Hòa Bình. Không vào. Một tình huống qua người và trích mũi giày của Nghĩa Hòa Bình. Rất đẳng cấp. Chỉ có may mắn mới không có bàn thắng thứ 3. Của chú Tuân và chú Thắng, ủng hộ đội bóng đương kim vô địch một giải năm nay. Tiến Dũng rất may. Thật sự một pha dứt điểm chất lượng của Tiến Dũng. Thật sự 2K4 thật sự là lối chơi quá đa dạng. Tuyến hài đóng căng chỉ. Hồng vui, người không bao giờ biết buồn. Một tình huống đưa tốc độ với thân tất sủng. Hiếu Lê Kinh không vào. Thật sự rất đáng tiếc cho một tiền đạo đẳng cấp như Hiếu Lê Kinh. Cơ hội để gỡ hòa 2-2 trước mũi giày của Hiếu Anakin. Hai thủ thành đang thể hiện những pha cứu thua xuất sắc ở trên sân. Một tình huống phạm lỗi của Phương Mới Quét với Tùng Tất Sùng. Và cuộc đua vua vào lưới gần như thật sự là gần như là ngã ngũ Đức Đại. Thật sự mất bóng nguy hiểm. Bàn đánh ba. Vào rồi, một siêu phẩm. Đó là Tiến Dũng. Một tình huống dứt điểm đẳng cấp chỉ có ở bóng đá thế giới mà thôi. Một tình huống dứt điểm mù lai mã, thật sự là đẳng cấp. Chính xác hơn là một tình huống dứt điểm đẳng cấp. Liên Quân 9798 thay người. Nguyễn Nguyên vào sân và người ra sân là Hồng Vui. Thật sự một tình huống dứt điểm đẳng cấp của Tiến Dũng. Tràn truyền con đối rất hay. Hiếu Lê Kinh không vào, lại sang ngang chiếu đua. Thật sự ngày hôm nay đã không hay, không gặp may.
đối với những của 97-98. Lại sang ngang cứu thua, một tình huống Hoàng Martellini dứt điểm cũng sang ngang cứu thua. Thật sự ngày mùa giải hôm nay, thiên thời địa lợi đang ủng hộ 2K4. Thật sự một chuyên gia bóng đá của thôn Đành Tràng như Thân Năng đã dự đoán rất chính xác mùa giải hôm nay. 2K4 được đánh giá chức vô địch là rất cao, rất hay. Đó là Văn Nghĩa, đó là Nghĩa Hòa Bình. Thật sự mọi vị trí Nghĩa Hòa Bình đều làm khổ thủ thành. Hồng Hiệp phạt góc, Nghĩa Hòa Bình sút từ xa thôi nhưng cũng để làm khổ Hồng Hiệp. Một pha cứu thua đang bị chấn thương tay. Ngày hôm nay Hiếu Đề Kinh đang mờ nhạt. Một tình huống cắt bóng rất chính xác của Tiến Nửa. Lại là Tiến Nửa. Hiếu Đề Kinh không vào. Một tình huống cửa lòng rất ngọt ngào nhưng lại ra ngoài của Hiếu Đề Kinh. Rất đáng tiếc. Thật sự là quá đáng tiếc cho Hiếu Đề Kinh. Thời gian đang điểm đi phút cuối, thời gian chỉ còn chừng tầm 10 phút nữa mà thôi. Tùng Tất Sủng rất hay. Nghĩa Hòa Bình rất đồng đội. Một tình huống đồng đội hiếm hoi của Nghĩa Hòa Bình. Thật sự sự ích kỷ của Nghĩa Hòa Bình lại không được tận dụng. Đúng là một tình huống